tại vì ông Nhất Thành ông muốn là làm được cả Cộng hòa luôn, cả quốc gia, những tưởng sĩ quốc gia, gọi là giới đảng bình đẳng á, và giới đảng bình đẳng hết, tất cả như cũng là con dân Việt Nam hết, cũng là chiến sĩ cả, thì tại sao ông đều làm hết mà hình như ông thấy cái cơ quan chạy lắm? Không, cái đó cái nào đúng thì tôi nói đúng, đó là ông đúng thế à? Cái đó nó không đúng thật, thật sự là của bạn ông cái gì chứ ông mà ông tham gia mấy chuyện này đâu. Cái nào tôi không phải là mình đứng mà nói bậy được, rồi ông nói bậy được, dầu gì cũng là một ngày tôi cũng học cho hòa thượng, mà cái nào đúng tôi rất hòa thượng, cái nào hòa thượng làm quá trớn tôi cũng muốn tiếng vậy, chứ đâu không có cụ không dính níu mấy chuyện đó. Còn nếu mà nói là cái bữa trai đàn tại Vĩnh Nghiêm á, mà nó là cụ đức quả thuốc cả thì không có đâu, cụ xuống cụ thăm á, cụ kiểu muốn là làm duyên ra cộng sản hay cộng sản quốc gia quốc gia, không có ai không đâu vậy đâu. Thì vậy mới khổ con đó là do mấy ông nội mà nói là ăn no rồi mấy cái YouTube dơ đó mà hồi thời đó chưa có YouTube nhiều, do là những nhà lý luận dơ đó mới lý luận để cho cộng đồng với nhau á, chúng có thế à? Hỏi ông chết hết rồi, tôi hỏi ông, tôi với ông này nè dòm dông mình còn không thấy, đừng nói dông nào cộng sản dông nào cộng hòa mà nói riêng biệt gì, khi chết rồi sắp lá cà vô đã cúng rồi bệnh nào để ăn chứ không lẽ là giờ chết rồi vô đó rồi tao là lính quốc gia mày lính cộng sản, không lẽ không có đâu, nó không có cái vụ gì có nó có, tôi cái vụ đó tôi không thích nào. Mình không có hùa theo được, mình con người phải có lý trí, làm sao mà tách rời ra, sao mà tách được, đã chết rồi ai mà khùng, một ông thầy tu mà đi nói vậy là thằng khùng á. Thí dụ còn sống tôi ông còn là kẻ thù, kẻ thương thù với nhau, có khi thanh với thù, còn chết rồi có ai mà khùng mà thầy tu mà muốn hai người chết thù với nhau. Ông nghĩ đã người tu là hòa hợp. Thí dụ còn sống là tại vì còn một lý do gì đó nó lẫn cợn, còn danh còn lại còn tranh giành, đã lúc chết rồi đã nhắm mắt tắt hơi rồi đã hết rồi còn, cho nên không có chuyện đó. Hoàn toàn tôi bảo đảm 100%, nếu đúng có việc đó đi rắc tình thì thật tôi. Không có là không có. Còn ông nghĩ vậy nhưng mà bảo là tại vì thầy chứ quản là vì theo cái lệnh của giáo hội muốn thành viên ra đứng ở đây chung như vậy. Đâu làm gì có, không có giáo hội nào chứ. Thì con làm duyên nhanh như vậy mà thật thì mà nói thì con nghĩ là ta lên đến bậc đó để cần gì nữa này. Ta lên đến bậc đó cần gì nữa. Mà lúc đó cậu đứa bạn cũng chưa phải là quyền thế như bây giờ. Lúc đó ông mình nói tự nhiên thôi, nói cứ miệng đó luôn. Lúc đó thì ông mới trưởng ban Phật giáo quốc tế à, cái chức trưởng ban hoàng pháp cha hành quyết nó còn lặn xuống rồi thì đó, mà giờ nói ra tùm lum ra, tôi bảo giờ đừng nói ra. Lúc đó tôi ở đó chứ đâu, không phải cái lần thứ nhất á, là thứ nhất tôi còn Sài Gòn, lần thứ hai còn, nhưng mà là nằm trong cái nội cuộc đó, có cái điều có tin tức gì mình biết hết. Thì lúc đó thí dụ như thời gian hai vợ ông là phó không có cái chức nào, thời đó là oanh liệt nhất là trưởng ban hoàng pháp. Bởi vì trưởng ban hoàng pháp mới đi hoàng pháp cả từ nam tới bắc, không ai dám đụng tới trưởng ban hoàng pháp mà. Vì mà lúc đó nó còn cái hành quyết nó bị gì, khi mà ông cụ Đức Hoàng cũng ra là bắt á, cái đám cái đạo đạo pháp qua nó mạnh quá, mà lúc đó cụ Thanh Tứ thì mình ngáp thôi, rồi ra nó chọt rớt. Chứ gọi là rớt cái chức định đó là lên hỏi cái giữa trưởng ban hoàng pháp với trưởng ban hoàng giáo quốc tế, cái chức nào quốc tế nói quốc tế chứ quốc nào, quốc gia quốc có cái nước châu Á chứ còn cỡ các nước tư bản chủ nghĩa sao mà quốc được, không công nhận được đó không. Thành ra từ trưởng pháp đưa vào giáo quốc tế xong đưa lên viện trưởng viện nghiên cứu Phật học Việt Nam được có kỳ à, quốc lịch xuống rồi sao mới đưa phó chủ tịch, nhưng mà thật sự phó chủ tịch đâu được thường trực. Rồi mới... Ê, phó chủ tịch này phải có thường trực mới được này. Thường trực thì mới có quyền, ông phó là coi như ông ngồi đó, ông không có rớ thì phải có chữ thường trực thì nó mới có quyền thế cái ông chủ tịch. Tôi nhớ gì Việt Nam nó, ông nhớ là Việt Nam nó phải có chữ thường trực. Phó thì thiếu gì thằng nào cũng phó được hết trơn á, cần cứ phó nhảy lên. Ví dụ giờ nói giờ muốn làm phó thì giờ giao là một ông tổng là thì mỗi một tỉnh thành một ông phó, thì 164 tỉnh thành 64 ông phó thì bình thường,
ông biết không, chuyện đó rất là bình thường. Nhưng mà thật sự ra thì cái chức chủ tịch, chức phó tịch thì có 5-6-7 vị gì thôi. Tôi không rành, để tôi không có làm việc hành chánh, tôi không rành. Cái chức mà phó trong cái chủ tịch mà gọi là trong cái ban mà thực hội đồng trị sự á, hội đồng trung ương á thì chỉ có 7-6-7 vị thôi. Không biết thì không nói thì không rành, ta cười. Tại vì mình không có chuyên gì cái lĩnh vực đó, nhưng mà ý tôi nói đó. Thì lúc đó trưởng ban Phật giáo quốc tế thì ông Cụ Nhất Hạnh thì ông về thì với cái tư cách mời thì hoặc là xin gì thì phải có trưởng ban Phật giáo quốc tế xét duyệt. Thì bây giờ ông Cụ cúng Vĩnh Nghiêm thì ông Cụ này phải có mặt chứ đâu phải tới để can thiệp, để biểu đừng làm này đừng làm nọ đâu. Nhưng mà cái bên ngoài nó nhìn nó thấy ông này vô hồ cái sao tự nhiên ông ra thì nó im liệm mặt nào đó thì nó tự nó suy nghĩ nó bàn thôi chứ không có. Cái chuyện mà thật sự muốn bàn á, muốn bàn mà với một cái nhà dắt cái ghế luôn, chết cha nay không có trà rồi, không ngồi đây tôi dắt cho. Đây nè, ngồi đây nè tôi đi nè, thôi cha tôi đi rồi. Ngồi chơi chút đi hả? Ngồi đây anh xa kê với thầy đi. Mang quá trà rồi. Thôi được rồi, cho anh uống sữa đồ này được rồi. Nha. Thôi này, này. Thôi được rồi, con lấy cho anh rồi. Thôi. Nè, này ngồi đi, bữa nay này của anh nè. Trời ơi, tôi nghe nói. Nói sao? Nghe nói. Anh có nghe tin tức gì đừng ngọc. Nghe nói thầy kêu cái là quản hồn quản vía, nghỉ nè. Làm đi chạy lên đây nè. Cảm ơn ông thầy. Trời ơi. Ừ. Ông nói mà anh làm về để mang tiếng thầy nữa thầy. Không có, mà cái trái này đang ăn được không? Nhạc. Sao mà sao đang ăn nổi không? Ăn nổi chứ. Sa kê không biết rồi nhưng mà nó hơi cứng nghe. Mềm này ăn đi. Ở Việt Nam nhà tôi trồng ở trong sân nhà tôi. Thế hả? Trồng cái này. Luộc hơi cứng nghe. Dạ tôi. Ừ, nhà anh có hả? Nhà tôi có cái sân. Ở sân sau đó, bả tối ngày bả. Nhà tôi ở Việt Nam tới 300 thước vuông luôn đó. Ừ, khá 10.000 xoay phía nữa rồi. Hả? Anh này đi. Ở biệt thự tôi bự lắm ông. Lấy cái này, lấy cái mềm đó ông. Thiệt chứ, không có thế hả? Thế về sao bán hả? Thì tôi bán 900 mấy chục cây đó. Cả ngàn cây đó. Thế cơ hả? Ở bên Mỹ. Đi hết trơn, bây giờ đi hết trơn. Mười mấy chục năm nay là đi hết trơn. Mà sao thầy ông kêu cái tôi quýnh hết trơn cái trời là sao ta? Tôi lộ dỗ vàng, tôi chạy ra đây nè, tôi nói cho ông sĩ nghỉ, tôi nghỉ. Không bà, tôi anh có gì ăn hả? Anh nghe tài luôn thầy để thầy từ con ăn. Được rồi, không ăn không ăn. Sĩ nó còn đi mua đồ, tôi nói vậy thôi, tôi nghỉ chiều tôi nghỉ luôn nha. Cái ra xe kia gọi anh liền, nói anh có đây nữa cái trò nữa, cái con chạy liền. Thằng này đi ra chặt cái dụng vô, cầm có đoạn tét, cầm ra cắt người quá đang chơi đồ. Đấy cũng vậy à, nó nằm cho ông dòm luôn. Dạ. Cứ cáo thằng anh. Đúng không? Anh đúng không? Thầy luôn đó. Này ông cứ cáo thằng, bỏ đây hồi tôi kho ông thầy ơi. Dạ. Bỏ đây hồi tôi kho. Mà cái này thầy lăn bột gì. Thì biết rồi mà tôi kho. Dạ rồi. Đấy, cậu ấy nữa. Hôm qua đông. Người ta mừng hai ông thầy kia, người ta mừng đỡ, người ta cũng mừng, chắc là thầy cũng biết rồi, bạn biết không biết chưa, chắc họ biết rồi, tại em muốn nói có kể phúc ai đây nữa mà làm xém ói máu chết, có người xém ói máu chết mà biết chết chưa chứ. Mà đó tôi hỏi ông là ông có thầy, bây giờ tôi hỏi giờ Hoàng Khí Tâm là biết mà. Biết là cái tên hơi mài để gia hạn á. Ừ. Nhưng mà tôi nói ông nghe nè, bây giờ cái giác quan đó là cái chùa giác quan hay là địa ngục giác quan? Ở chùa chứ ngậm qua cả trăm người. Không, nhưng mà ý giờ, nhưng mà giờ ông nhìn thấy á, nếu mà cái bên ngoài hình thức như bên trong á. Thôi một hồi cái đó anh để ông trời ông xét. Nhưng mà kia đàn thì anh rất ngon. Này sáng tôi mới nhớ, sáng nhớ cái giác hoa đó, không phải tôi không có ý gì nha, hoàn toàn tôi không ý gì, vậy không sao, tôi còn cảm ơn nữa, bởi vì lý do là nhờ giác hoa mà mình mới có ngày hôm nay, tôi cảm ơn mà. Nhưng mà ý nói á,
đó là kinh Địa Tạng á. Ngon à, cái này ngon à. Đó, để nãy tôi để đến thầy mua cho anh á. Cái này là ông ăn đi, ông chữa tiểu. Trong kinh Địa Tạng đó. Anh đi. Trong kinh Địa Tạng có ông Phật. Phân bì. Đây là Giác Hoa Định Tự Tại Vương. Thấy không? Trong kinh Địa Tạng á, ông Phật. Thì cái chùa Giác Hoa này nó có bắt nguồn từ đó là một. Hay nó từ Hoa Giác. Mà ông Giác Hoa Định Tự Tại Vương này á, giúp cho quan mục để mà đi tìm mẹ mình ở dưới địa ngục á, là bà gì, là bà La Phiệt á, cái gì em quên rồi. Tại vì bà quan mục này, bà khi mẹ bà chết, bà không biết, bà không biết là thần hồn rơi vào chỗ nào trong cái Địa Tạng á, thì bà mới tới chùa, bà mới gặp ông Phật tên là, bà mới gặp cái chùa, mà cái chùa nghèo quá đi. Cái này nó dính tùm lum hết, nghe nó dính tùm lum hai ba cái truyền thuyết luôn. Truyền thuyết nhưng mà có cũng có thể minh chứng. Thì nàng ông Mục này mới thấy cái chùa nghèo quá, ông Phật ngồi lũng hang lũng lỗ nè. Bà không biết ông Phật gì, bà gặp thì bà lại thôi, bà cầu nguyện là nếu như một Phật nào đó có thể giúp cho tôi biết được mẹ tôi thắt tay cho, thì khi mà bà lại bà khẩn cầu vậy, bà mới ngất xỉu. Đúng không? Trong cái Địa Tạng như thế đó, ngất xỉu thì thì bà mới thấy là nói là thôi con đừng có buồn rầu quá lắm, nhà con cúng dường ta đâu vậy đó, mà bây giờ coi như là con có hiếu thảo với mẹ con, cho nên cái lòng hiếu đó mà để cho mẹ con được phát sanh rồi. Con mau mau trở về nhà đi. Thì khi đó Chim Bao tỉnh dậy, bà mới mau trở về nhà, mới nói mới hỏi chứ là ông là ai, nói là ta là mau mau trở về nhà, hãy niệm danh hiệu Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương. Thì bà mới về, bà làm y như vậy đó. Thì cuối cùng Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương nó mới cho bà đi thiếp. Đi thiếp đi xuống mới gặp Độc Quỷ Dương Vô Độc. Trời ơi, đạo tươi ha. Anh ăn đi, được rồi. Thôi, anh ăn đi. Cũng có giống nhau hết, khác gì đâu mà. Tôi kính anh trước, anh cũng cho nữa. Sao anh khác độc cái tôi dữ vậy? Kính lão để được đắc thọ mà. Trở lại thì như vậy đó, cái chùa Giác Hoa là cái chỗ mở địa ngục. Mà nếu như mình tăng ni tín đồ ở cái chùa tên là Giác Hoa, thì cái chùa đó là phải mở cửa lòng cho chúng sanh. Giác Hoa mà, hoa đây hoa lòng mà, hoa giác là phải mở ra, phải không? Mà nếu như mình đóng bít lại thì ai là người có tội? Thì đó, tôi nói vậy thôi chứ tôi không nói ai tốt ai xấu gì hết trơn á. Ở một cái chùa nào đó thì phải là coi như là có trách nhiệm. Còn nếu như mình tập trung lại để mà vì cá nhân, vì hận thù gì mà lè thiên hạ, gọi là đóng tuồng với thiên hạ đó, thì quả báo nó không lường. Mình người tu á, theo để người tộc họ đóng tuồng, họ diễn xiệt, diễn hát, chứ không phải người tu, không phải là người diễn tuồng. Người tu là diễn cái tấm tuồng giải thoát, đơn thân độc mã diễn ra cái giai tuồng, mà giai tuồng là giải thoát. Người tu là một người chiến sĩ ra trận phải thắng quân ma. Còn nếu người tu mà bài đủ cái chiêu trò trên cái trội đó để mà cho thiên hạ điêu đứng á, thì coi chừng à, quả báo nó không lường á nghe. Mà ai mà cộng nghiệp vô nữa thì cũng như là muốn cộng thì cứ cộng, trừ thì cứ trừ. Vậy con hỏi cho thầy đấy, như là chức đại có vấn có cộng nghiệp không này? Thầy nói con nghe thử coi, nếu mà con là
cố vấn thì thầy có cộng nghiệp, thầy bà con cộng nghiệp không? Thật sự đây hội đồng ư. Cậu không đảm hội đồng ư. Nhưng mà cũng có chức danh này, thầy nói sao vậy? Chức này thật sự. Thôi ăn đi ông ơi. Thật sự chức này ở bên Đạo Hòa Hảo gọi là cái chức đắc ni. Đắc ni là cái gì? Không biết chức đắc ni là sao, bên Đạo Hòa Hảo hay nói là đừng hai bên chức đắc ni đó. Có hội đồng ư con. Chức mới chức mà tự mà được ghi vô giấy mà dán lên mà không thông qua đó, không thông qua bình bầu á thì gọi là chức đắc ni. Giáo hòa ông Lê Quang Liêm ổng ổng tránh đại diện á, ngày xưa tôi cũng có ở trong đó, tôi đi ngon mấy ông mà ăn hoài nó hoài bởi vậy con đàn giấu nữa. Văn phòng chính á, ở đường Bùi Thị Xuân. Bùi Thị Xuân với lại ở quận 3. Ăn được không? Muốn ăn quá bạn nó ho quá trời. Thầy vậy đó, thầy tu là vậy đó thầy. Thầy biết cái tu là sửa đó. Không, thầy ăn đợi đi. Thầy quên cái ho nó, cái tự nhiên nó hết ho. Không nói được như vậy đâu. Đó, mình kèm rồi đó, mình kèm nữa. Không có, quên nó đi. Ho này không phải của tôi, nó làm nó đi. Ho cực khổ thấy mồ. Tối đang ngủ ngon lành, ho mới ngồi dậy nó mất bao nhiêu phút. Đó, ngay giờ thầy đứng dặn mà thầy ho thầy dặn không được nữa. Thầy khả năng không được cái đừng có nói. Ở lại là hai ba hết thì tôi không ăn. Rồi con thôi rồi, con xong rồi, con đúng phải rồi, đi rồi. Đúng rồi, ăn cái rồi con cũng đi rồi. Rồi. Không, thêm cái, không có đau sĩ không? Đi làm nữa ai về? Đi làm nữa. Ơ, đi về. Ờ, đi rồi. Về chở vợ đi xe bị ăn đi à, bài đặt đi. Anh đi anh đi anh đi chở ba anh đi ông bài đặt và ông làm thêm đau quá hết thì rồi tôi vậy cơ rồi con phải đi rồi nghe mai mai thầy cần gì không hả mai thầy cần gì không hủ tiếu bò kho không có mua gì khỏi bữa nay xem nè bữa nay tôi nấu rồi muốn riêu ngon lắm thế mẹ mua có giá có rồi mua rồi có hôm nay đó còn á đây à thì có không ở lại mà ăn tôm muốn đi rồi không đi mà ông phụ lòng thầy phải không rồi ông quá thầy chờ anh đó với tôi ở đây lâu từ sáng giờ rồi vậy là ông phụ lòng ông anh thì không tới gì cả nhưng mà làm gì làm không có làm gì làm thứ ba tuần sau anh lên với thầy tôi nha có thầy để đấy cho anh nha không thì đã mua cho ông mà ông đi đâu ông đi đâu mà tôi đi từ người ta đi thiếu quốc tịch đi tiểu bang xa lắm ở đâu nó khai ra cho tôi đi với. Ôi cha, mẹ 5 giờ sáng tôi dậy tôi đi rồi cha. À, thì 5 giờ thì 5 giờ thứ ba thì anh lên đây với thầy tí nha. Tôi không lên được với thầy ngày còn thứ ba rồi đi giảng. Không đi buổi trưa. À nếu mà rảnh cái là ông sĩ ông rảnh nó lên phụ giùm ngày nữa. Đó, cái đó thầy cứ kêu. Đóng cái vàng nữa bây giờ vàng dưa leo đồ kệ. Ừ. Thì bây giờ mà có rảnh không? Cứ kêu đồ ông lên à. Trời ơi nãy thầy thử coi, thầy kêu ông lên không? Ủa là ông đang làm chưa? Ông làm trong đang rồi chưa? Quảng hồn quảng dưới tôi bỏ chạy nè. Gây cạnh cái ông làm trong đang rồi chưa? Dạ. Làm gì? Ông sĩ làm trong đang chưa? Rồi chưa? Làm gì đâu. Nó giờ nó bệnh lắm anh ơi. Còn bộ Ngọc bây giờ tắm tắng anh. Ngày hôm qua nó mới rước xác về biết chừng nào. Ôi, nó bệnh 5-7 ngày á. Thì ai bảo? Nó bảo. Nó bảo là nó, nó là ai? Nó anh vợ nó. Vợ nó hả? Anh gặp vợ nó chưa? Chưa. Vậy thôi, vậy mà bỏ là... Tôi nghe vậy đó. Anh ngồi đây đi, tôi... Thôi được rồi, anh chứ lo đi, có gì anh. Mà tôi biết là mới giới sắc về hôm qua còn lâu. À, thì okay. Mấy ngày nữa. Ừ, còn mấy ngày nữa đi. Tôi anh ở đây chơi với thầy đi nha, tôi đi công việc nha. Tôi cũng đi anh. Nè. Đối, anh ở đây chơi với thầy đi. Trời ơi, ông nội, thầy mến phải... từng quý anh nhiều lắm. Tôi phải đi... anh lại đánh vả phải không? Ok, tôi con đi cái này. Dạ rồi. Đánh vả phải không?